kháng chiến thần kỳ của dân tộc. Đã có nhiều bài báo, nhiều nhà báo, tên tuổi luôn gắn liền với những chiến công, những con người kiệt xuất, những sự kiện lịch sử của đất nước. Cái tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gắn với lịch sử quân sự Việt Nam mà chúng ta ai cũng biết. Nhưng ít người biết rằng, xuất phát điểm đến với cách mạng, rồi làm Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông đã là một nhà báo, mà từ buổi đầu làm báo tới hôm nay, ông đã để lại cho báo chí nước nhà một khối lượng sách báo đồ sộ cho hôm nay và những thế hệ mai sau. Đã 72 năm trôi qua, từ bài báo đầu tiên năm 1929, ông viết lúc mái tóc còn xanh, khi còn là học trò ở Huế. Cho tới hôm nay, thời gian đã làm giấy báo ngả vàng, đã làm mái tóc pha xương. Nhưng ký ức về ngày đầu làm báo vẫn không thể nào quên. Bản thân tôi đã thấy là cái báo chí là một cái vũ khí có cái sức mạnh cực kỳ to lớn để truyền đạt cái lý tưởng yêu nước đến mọi người dân. Và rồi cứ như thế là cứ nảy sinh là cái muốn mình cùng với báo. Thì cái bài báo đầu tiên của tôi là viết lúc tôi còn ở trên ghế nhà trường đó, học lớp bây giờ mình nghe là năm thứ hai trường của học, là cái bài báo rất ngắn là Đã Đạo Tên Độc Tài Trường Quốc Học, mà phê phán về nền giáo dục ngu dân của Pháp, viết bằng tiếng Pháp, người đăng báo An Nam ở Sài Gòn. Mấy năm sau, ông được giới thiệu làm biên tập cho tờ Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng với bút danh Vân Đình. Rất nhiều bài báo của ông giai đoạn này không còn, hoặc có lưu trữ thì ở dạng microfilm của Bảo tàng Pháp. Đáng chú ý là bài viết về 29 công ty tư bản ở Đông Dương bị kiểm duyệt đã không còn nguyên vẹn. Nhưng hoạt động báo chí sôi nổi nhất của nhà báo Võ Nguyên Giáp là lúc ông ra Hà Nội. Thời kỳ mà hoạt động báo chí sôi nổi nhất của ông Giáp là thời kỳ mặt trận dân chủ, tức là 36-39. Thì chúng ta đều nhớ là thời kỳ này thì đảng ta là hết sức tận dụng cái khả năng hoạt động công khai của báo chí để đấu tranh cho quyền tự do dân chủ dân sinh, rồi thì là đòi đại xá chính trị phạm, rồi thì ủng hộ mặt trận bình dân Pháp vân vân, và hàng loạt hàng chục tờ báo tiếng Việt tiếng Pháp là ra đời. Thì chính thời kỳ này thì ông Giáp có hoạt động sôi nổi, và ông vừa đi dạy học, vừa làm báo mà lại vừa đăng ký học ở trường luật, nhưng mà phần lớn thời gian là dành cho làm báo. Ra Hà Nội thì năm 1955 là mặt trận bình dân Pháp đang cầm quyền, là đó là thời kỳ mặt trận dân chủ. Thì tôi là người lúc đó dạy học Thăng Long cùng mấy đồng chí giáo viên là chụp ngay cái thời cơ đó, mà tôi lợi dụng một cái tờ báo Hồn Nước, cái tờ báo của Hướng Đạo Quân, Hướng Đạo Sinh, thì nội dung đấy là viết để cổ động cái mặt trận dân chủ, đòi tự do dân chủ, rồi cải thiện cái đời sống cho nông dân. Ra đến năm số thì bị cấm. Thế anh Nguyễn Thế Dục đứng ra cùng tôi và một số đồng chí nguyên đảng viên đảng thành A là một số đồng chí đồng nước sáng lập ra tờ báo Lê Tra Vai là Lao Động, cho bị cấm. Đây là tiếp ra Nô Thân Hoa, tiếng nói của chúng ta là bị cấm. Rồi lại đến cái báo Rắc Sông Cái Bằng là rồi là bị cấm, cái Ăn Na Văn là bị cấm, cho đến lúc mà thế giới chiến tranh bùng nổ. Cứ như thế là thì thông báo người ta vai thì bây giờ nhiều bài mà có nhiều cái số là, bởi vì cả anh là như mình cả hôm nay là mình đã tới vượt từ đâu chỉ cuối từ 6 giờ tối cứ cho đến 6 giờ sáng mà còn chưa đủ thì không vào quảng cáo cho cả cái sự nghiệp của ta đấy. Thế thì cho vừa việc báo vừa đi xuống nhà in và chữa mọi ra và tất cả mọi người chuyện nó không rơi đi học.
lúc đó còn khỏe hơn bây giờ cái sức khỏe. Vừa dạy học, vừa làm báo tiếng Việt, báo tiếng Pháp, đem tiếng nói của những người yêu nước phổ biến cho nhân dân. Lòng say mê công việc và xu thế phát triển của cách mạng đã tiếp sức cho ông làm báo. Trước khi trở thành người tổng tư lệnh quân đội ta, Võ Nguyên Giáp là một nhà luật học, một nhà giáo dục, một nhà văn hóa, một nhà báo. Thế là ông đã nổi tiếng, nhất là đối với giới trí thức, về nhà giáo Võ Nguyên Giáp ở trường Thăng Long. Ở trường ấy có nhiều người học trò sau này trở thành cán bộ lãnh đạo cách mạng của nước ta. Ví dụ Lê Quang Đạo là học trò trực tiếp của Võ Nguyên Giáp, Trần Quang Huy cũng là người học trò Thăng Long. Nghỉ hè cái năm ấy tôi vào học ở trường Bưởi, trường Thăng Long để chuẩn bị thi vào trường Bưởi cho nó chắc. Thế là chúng tôi một số thanh niên học sinh lúc đó là rủ nhau vào Thăng Long vì thấy là ở trường có nhiều giáo sư giỏi, nhiều giáo sư có từ hoạt động cách mạng mà anh em đều mến cả. Ví dụ như là đồng chí Võ Nguyên Giáp, Đặng Hoài Mai, đồng chí Uy Cầu, vân vân. Anh em chúng tôi học đó thì thấy là một mặt rất là vừa được bổ sung về các kiến thức văn hóa, nhưng một mặt rất là được tiếp xúc với những cái tư tưởng cách mạng. Nghề báo có những bài viết rồi quên, nhưng có những bài viết những lần đi thực tế để lại ấn tượng, kỷ niệm khó phai mờ trong cuộc đời làm báo của mỗi người. Đối với vị tướng một thời xông pha trận mạc có nhiều kỷ niệm, nhưng kỷ niệm về nghề báo cũng thật đáng nhớ. Đấy, nhất là cái lần mà tôi đạp xe trên 200 cây số và đi xuống khu mỏ để mà viết cái phóng sự về là cuộc tổng bài công của 2 vạn công nhân Hồng Lai, bài rất dài. Thế nên cuộc vở đấy cũng đi đến tất cả. Vậy là những cái bài về thì cả anh em thợ xẻ đình công ở Hà Nội, nhưng nhớ nhất là cái bài đi Hồng Lai. Thì rồi lớn nhất là không như bài khác nữa. Đấy. Lúc đó cùng viết bài cùng Thế Giới Thái Bình, có Bảo Đảng và một số bài khác. Tôi nói cho tin tức cho đến nay. 65 năm qua đi, hôm nay những người thợ mỏ vui mừng được gặp ông, người đã viết bài báo năm xưa về cuộc đình công của thợ mỏ. Họ được gặp mặt, được biết tác giả của bài báo, cuộc gặp gỡ thật thân mật và giản dị. Từ những bài báo về cuộc đình công long trời lở đất của 2 vạn thợ mỏ Cẩm Phả, con đường đến với báo chí cách mạng của ông càng rõ khi hoạt động báo chí công khai của Đảng phát triển mạnh. Tháng 4 năm 1937, một sự kiện trong nghề báo đến với ông. Từ lúc mà anh Trần Kim về đấy là, thì tôi được tham gia vào cái ban hoạt động nửa công khai Comité d'Action sur le Gan của Đảng, mà phụ trách mặt trận báo chí và mặt trận thanh niên. Thì tôi cổ động và trong cái phong trào Đông Dương Đại Hội đó, thì báo viết bài về Đông Dương Đại Hội, mà cổ động báo chí thì họp hội nghị báo chí Bắc Kỳ, tôi được thì vinh dự được bầu làm chủ tịch. Sau cộng với ủy ban báo chí Bắc Kỳ, tôi làm chủ tịch trên điều làm phó chủ tịch đến sau. Sang đến năm 1939, thì tháng riêng năm 39, thì sứ ủy Bắc Kỳ cho chủ trương ra và tờ báo Nước Cộng Hòa, thì danh nghĩa là của trí thức, như thực tế là sứ ủy Bắc Kỳ chỉ đạo. Thì anh Võ Nguyên Giáp cũng là một trong những cái bút chủ lực của tờ báo lúc bấy giờ, cùng với lại anh Phan Thanh viết ít thôi, vì anh Phan Thanh là đến mùng 1 tháng 5 năm 35 thì anh mất. Thì có Trần Đình Long, thế rồi thì có Đặng Thái Mai, có Phan Tư Nghĩa, có một số những các đồng chí khác nữa. Nhưng mà cái cây bút chính và chủ lực vẫn là Võ Nguyên Giáp.
là người sau này được gần gũi Bác Hồ. Thời gian Bác còn ở nước ngoài, Bác thường viết báo gửi cho báo Notre Voix dưới bút danh Pécéline, tờ báo mà ông Giáp làm. Cho tới lúc Bác về Bắc Bó năm 1941, lúc này ông thường viết cho tờ Việt Nam Độc Lập. Kỷ niệm về Bác, rèn rũa cách viết báo cho mình, ông kể lại. Một hôm ở Bắc Bó, Bác giao cho cái này tôi nhớ mãi đấy. Bác giao cho nghĩa là chủ viết cho một bài về phong trào giải phóng phụ nữ. Tôi rất là viết rất công phu một bài dài thì tôi viết đưa cho bác xem. Bác xem rồi bác cũng mà nên xem bài của chú rồi. Bài viết rất hay nhưng mà dài quá, và có những danh từ là đồng bào ở đây đọc mà lại không hiểu. Thế thì gửi lại cho chú và chú tôi đọc. Thế mà chú viết lại cho mình một bài là về phụ nữ nhưng mà 200 chữ. Tôi sẽ nói với chú cấp dưỡng, cô Trưng này, rồi cả anh em mà trong cơ quan đem ra đọc. Nếu mà người ta nghe, người ta nói hiểu thì sẽ được đăng. Tôi phải viết 200 chữ là khó quá. Nhưng mà tôi phải học rất là nhớ mãi đấy. Khi đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời, ở cương vị mới, ông vẫn tiếp tục viết bài cho báo Quân Giải Phóng, Vệ Quốc Quân, Quân Du Kích. Các bài báo còn khá đầy đủ. Không những thế, ông cùng Hoàng Văn Thái viết bài hát Phất Cờ Nam Tiến, viết sách Việt Minh Ngũ Tự Kinh phổ biến trong đồng bào dân tộc ở Việt Bắc. Thế rồi thì cách mạng tháng 8 thì có nhà phóng ra nước ngoài ta thì về thì sau đó là có báo về quốc quân rồi anh Dũng trực tiếp chỉ đạo đấy. Rồi sau này là Quân đội Nhân dân thì anh Nguyễn Chí Thanh, đến lúc đó là có báo Quân Du Kích, anh ấy luôn làm đấy, thì tôi đều có viết bài, nhưng bây giờ kể ra thì nó nhiều quá rồi. Sau này tiếp tục là không viết trong báo, mà trong báo Sự Thật, trong báo Nhân dân, thì là trong các báo Quân đội Nhân dân. Đi vào cuộc kháng chiến, ông vừa tổ chức quân đội, vừa chỉ huy chiến đấu, vừa đào tạo cán bộ, và vừa viết sách. Ông thường viết bài lý luận quân sự hay tổng kết những cuộc chiến đấu, giải quyết những vấn đề của quân đội và cuộc chiến tranh, gửi cho báo Đảng, ký tên là Hồng Nam. Ông viết rất nhiều bài. Cho nên những người viết chủ yếu về chiến tranh, về chính trị, về quân sự cho báo của Trung ương Đảng trước là Sự Thật, sau là Nhân dân. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, với tư cách là Tổng Tư lệnh Chỉ huy Mặt trận, nhưng những tin bài chính cho báo Quân đội Nhân dân do ông trực tiếp duyệt. Nhà báo Nguyễn Trần Thiết mới làm báo lúc đó, nay là nhà văn, có 70 đầu sách được in, kể lại. Tôi xin duyệt bài làm báo, nhưng mà đưa tôi xem, thì báo cáo tổ chữ tôi viết bẩn lắm. Anh đọc xong anh mới hỏi, bảo là nghề quả là viết xấu, viết bẩn thật, tại sao thầy xóa lem nhầm thế nhỉ? Tôi là sao viết sạch hơn nữa. Tôi bảo báo cáo anh, trước cách mạng 8 tôi đi ở cho địa chủ cho nên tôi không được học của mình như thế. Ông bảo là tôi bây giờ có làm báo thế mới là logic. Thế tôi bảo là chắc mặt mũi thì nước ngát thế nào đấy. Thì ông ấy nhận ra ngay, ông hỏi thế cậu có biết logic gì không? Thế tôi trả lời là báo cáo anh tôi không biết tiếng Tây, trả lời rất thành thật đó. Thế ông bảo là có mang sổ tay, có mang sổ tay thì lấy sổ tay cho ông ghi chữ hai chữ logic đấy. Những năm gần đây tôi đã gặp tay nhưng mà tôi có nói lại cái chuyện logic cho anh, bảo là cậu như thế là logic cho cái trưởng thành. Từ bài viết trên trang nhất tờ Quân đội Nhân dân số 1 năm 1950 với bài Quyết đánh thắng trận đầu, và trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dù bận rộn, ông vẫn viết bài đều đặn cho các báo, nhất là báo Quân đội Nhân dân. Hiện nay còn lưu giữ đầy đủ những bài viết của ông. Trong mỗi sự kiện, mỗi trận đánh, trước mỗi chiến dịch, từ Tây Bắc tới Điện Biên, từ trận mùng 5 tháng 8 năm 1964 tới tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, từ Điện Biên Phủ trên không năm 1972 tới giải phóng năm 1975, ngay cả những sự kiện gần đây đều thấy bài viết của ông. Lật lại lịch sử đã qua, những trang báo đã ngả màu, chúng tôi, những nhà báo đi sau, càng kính trọng trí tuệ,
sức viết, sức làm việc trong con người ông. Ngay từ những ngày đầu, kể cả khi báo Quân đội Nhân dân còn là những cái tờ tiền thân, thì Đại tướng với tư cách là người lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã rất quan tâm đến tờ báo Quân đội Nhân dân, quan tâm chỉ đạo, quan tâm hướng dẫn nội dung, quan tâm viết bài cho báo. Có thể nói hiện nay trên các trang báo Quân đội Nhân dân còn lưu giữ rất nhiều cái bài viết của Đại tướng, mà chúng tôi là những người về sau thì cũng thường xuyên đọc lại để học tập. Thì có thể nói là những bài viết của Đại tướng học tập được rất nhiều điều. Ông còn một hình thức viết khác có rất nhiều trên các báo Quân đội Nhân dân. Hôm nay xem lại vẫn xôn xao trong lòng. Mỗi lời hiệu triệu, mỗi nhật lệnh đều ngắn gọn, đầy khí phách như những áng văn, nhưng vẫn vang lên thôi thúc người lính trên đường ra trận. Nhưng ngắn nhất và đáng nhớ nhất là nhật lệnh thần tốc giải phóng Sài Gòn. Mà lúc mà viết những cái bài đó nè, thì nghĩa là trong người mình nó thấm nhuần tất cả cái chủ đường lối của Đảng rồi. Mình đã hình thành tất cả cái chủ trương, rồi chiến lược, cái biện pháp, cái chiến thuật chứ. Cho nên viết, có khi là cán bộ họp lại rồi nói, nó thành văn ngay. Có khi viết thì viết cũng rất nhanh, có khi đọc cho thì viết. Mà nói viết trong tâm trạng nào thì trong tâm trạng là cả người mình thành như một cái chiến sĩ rất thật lên đấy. Không chỉ có báo, ông còn viết sách, viết ở nhiều đề tài, nhiều lĩnh vực, từ khi khởi đầu làm báo cho đến khi làm Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, hoặc sau này ở cương vị khác ông phụ trách các đề tài giáo dục, kinh tế, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới đều được ông quan tâm. Một trong những cuốn sách ông được Bộ Chính trị phân công viết rất đáng chú ý đó là cuốn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ này hỏi mày thì tôi một số đồng chí có đề nghị là bây giờ ca ngợi công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì không nên chỉ nói đạo đức, tác phong. Trước đó có những cái bài ca ngợi không nói đường lối của Đảng nhưng mà nói đạo đức, tác phong. Mà đây là một cả một hệ thống tư tưởng, cho nên đề là vấn đề tư tưởng Hồ Chí Minh. Thì này hồi chấp nhận, thì từ đó thì tôi viết về tư tưởng Hồ Chí Minh nhiều hơn. Mà những cái bài đầu tiên thì viết với các đồng chí trong kỳ viện là Hồ Chí Minh đấy. Đặng Xuân Kỳ, Trần Thành và tất cả nhiều bài. Đặc biệt là từ cái khi mà tôi không giữ cái công việc gì, chức vụ gì trong Đảng và Chính phủ thì Bộ Chính trị có giao cái nhiệm vụ là tiếp tục nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, thì tôi viết về tư tưởng Hồ Chí Minh nhiều hơn, đồng thời viết về các vấn đề khác. Có một nhà giáo, một nhà viết sử đã viết về sự nghiệp báo chí của Bác, viết về sự nghiệp báo chí của đồng chí Trường Chinh, hiện nay đang viết về cuộc đời làm báo của nhà báo Võ Nguyên Giáp, cho biết. Trong lịch sử Việt Nam chưa có một nhà báo nào mà lại 72 năm sau còn sống, còn minh mẫn, còn tiếp tục viết, vẫn gặp gỡ nhà báo trong nước và nước ngoài, mà lại còn giữ được những bài báo, chúng tôi còn sưu tầm được những bài báo từ 72 năm trước, như anh Võ Nguyên Giáp. Có lẽ là cùng với lại Bác Hồ và anh Trường Chinh thì có lẽ chúng ta cũng nên đặt vấn đề sưu tầm và tập hợp tất cả những bài đó rồi chọn lọc để công bố cho các thế hệ sau biết sự đóng góp lớn của anh Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp báo chí. Từ năm 1929, tức là trên 70 năm, từ khi thôi học vào đời đi dạy học cho đến ngày hôm nay, ở những cương vị rất cao của Đảng, của nhà nước, của quân đội, tiếng tăm lừng lẫy, nhưng ông vẫn sống cuộc sống thanh bạch giản dị, chăm chỉ làm việc, viết về tất cả những vấn đề mà ông có hiểu biết, để lại cho chúng ta và cho các đời sau những di sản hết sức quý báu. Năm nay đã 90 tuổi, vị đại tướng, nhà báo Võ Nguyên Giáp vẫn làm việc, vẫn nghiên cứu sách báo, vẫn đem kiến thức của mình cống hiến cho đất nước.
ông vẫn say mê như ngày nào trai trẻ. Suốt đời là vừa hoạt động nhưng vừa làm báo, vừa viết sách, thì cái đó nó là một thôi. Mà làm sao để có ích cho xã hội? Chỉ không vì thuộc thì được vì dân, không có vì cá nhân. Tất cả trong quản chuyển trong cái tư tưởng là thế. Mà làm sao cho thắng lợi của tư tưởng, của cái mục tiêu là độc lập dân tộc, là chủ nghĩa xã hội, thực hiện cái ham muốn tốt bậc của Bác Hồ. Nhân ngày nhà báo Việt Nam, những người làm báo thế hệ sau kính tặng nhà báo Võ Nguyên Giáp những bó hoa tươi đẹp nhất. Xin chúc ông mãi mãi là nhà báo, đại tướng của hôm nay và mai sau. Chặng đường làm báo 72 năm qua của nhà báo Võ Nguyên Giáp có thể nói rằng tên tuổi của ông đã gắn liền với hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc Việt Nam dưới ngọn cờ bách chiến bách thắng của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Bác Hồ vĩ đại và trong hàng ngũ những người làm báo cách mạng Việt Nam vinh dự có tên ông, nhà báo Võ Nguyên Giáp.